ông này ông nói ông đi tiểu làm gì mà ông lâu dữ vậy trời. Để ra thử coi coi chi ông làm gì nha. Ủa anh Chí, trời lạnh mà anh kiếm gì vậy anh Chí? Mới vừa tiểu xong mắc mẹ ra cái bu ri rồi. Trời ơi sao mà nó buồn quá các bạn ơi. Nó buồn thê thảm. Nhìn cái cảnh này thì nhớ vợ thằng bạn Việt Nam dễ sợ luôn. Vợ bạn Việt Nam à. Xe ăn đá nè, xe ăn đá nè. Ồ, các bạn thấy không? Còn không may nữa là hết dầu à. Thì bây giờ chỉ bò tới bây giờ mà cái xăng nó xa chút nữa là bắt đầu là tấp vô lại xe chết máy á các bạn. Thiệt là tình à. Cái xăng đằng trước nè. Acid 335 ha, 335. Hên quá, hên quá. Phải nói là hay không bằng hên nha các bạn, hay không bằng hên. Cái đường đây giờ nó trơn lắm, mà nãy giờ chạy xe mình thấy xe nó lủi xuống hố quá trời luôn. Mỗi lần lên trên miền Bắc này nó cực khổ quá. Đường tiếc không. Hên qua cây xăng nằm ngay bên phải. Wow, đẹp các bạn. Đẹp không? Đừng chết máy giữa đường nha, làm ơn em đi. Làm ơn bò vô. Thì có xe truck số. Thì như các bạn về đây sống. Có làm giàu mình cũng không vui nữa. Hà sống với Houston thôi, nghèo chút. Nhưng mà cuộc sống nó hay là thoải mái, bước ra ngoài không cần phải mặc cái áo lạnh. Nói vậy riết mấy người miền Bắc, mấy người Việt Nam miền Bắc ta ngồi ta chửi mình luôn. Tối ngày cứ chơi miền Bắc không à, chơi miền Bắc không à. Đó, đây có nhà hàng nữa nè. Giờ chắc lấy vớ mang vô. Đây là cái trạm đổ dầu ha các bạn ha. Vô đây đổ. Trơn luôn nha các bạn. Thì các bạn thấy đây là tiếc không ha? Tiếc. Nếu mà người ta không có rải muối đó thì nó sẽ đông lạnh nhanh đó các bạn. Đông lạnh xong nó thành đá. Là lúc đó là mới khổ, lúc đó là xe mà nó trơn là nó trơn là cực khổ lắm. Đi chi cho nó cực khổ quá biết. Nhưng mà không đi thì đâu có quay cho các bạn coi phải không? Đi quay đó, cho các bạn coi những cảnh mùa đông ở xứ lạnh. Ngày mốt xuống Florida những cảnh ấm dừa đồ, đẹp đồ, ra biển đồ. Low pressure. Chết cha, vừa tới đây là vừa hết dầu luôn các bạn à. Thấy chưa, low pressure chưa? Low pressure là nó cũng như nó bơm dầu lên hết được, nó hết bơm dầu lên được rồi đó. Thấy không? Low pressure. Đúng là hên, ở hiền gặp lành. Đường nào tới đây sẽ tắt máy luôn nha. Từ mấy cái tiết rồi nó ấy gì nó dằn lắm các bạn. Chạy nó dằn lắm. Mình giống như là cảm giác giống như là mình đang chạy ổ gà vậy đó. Tiết nhiều quá. Vô đây nè. Ok, tới cây dầu rồi, hết hồ hú vía. Má anh tèo hả? Hú hồn hú vía má anh tèo. Tiếc trắng xóa các bạn ha. Mình biết mà hôm qua mình đâu có muốn rửa xe của mình đâu. Từ lên hướng này nó rất là dơ. Khi nào về gần tới Houston là bắt đầu rửa luôn. Đi vô. Xong à? Giọt. Giọt 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 giọt.
Ok, thì cái dầu nó nãy nó báo là nó hết bơm lên nữa các bạn ha, cho nên bây giờ mình phải primer nó là cũng như mình tắt và mở một hai lần cho nó bơm cái dầu lên chứ không là nó máy đầy, nó cứ đầy riết mà nó không ấy, tự nhiên phải đầy nhiều lần nó mới nổi, đầy nhiều lần nó mới lên nè. Thấy chưa? Mình nói các bạn mình hên mà các bạn không tin mình. Mình rất là hên luôn. Chạy vừa tới cây xăng là nó vừa hết luôn. Ok. Cho nó tắt mở vài lần cho nó bơm cái dầu lên. Ok, lên. Đã. Chị chỉnh thẳng lại. Đó, giờ các bạn thấy nó rất là trơn nha các bạn. Nó rất là trơn. Ok các bạn ơi, hồi nãy lúc cái quay cái cổng vô á, mình tưởng là cái nút cái microphone của mình nó hoạt động, mà nó không có hoạt động, nó chưa có bấm xét vô thì thì đâu có âm thanh đâu, nãy lúc chạy vô đâu có âm thanh đâu. 720 ha các bạn, đẹp không? Ở trong là màu ghế da bò ha. Cái da bò này là MB12 mà mũi trần ha, spider đó. Các bạn thấy spider nó có ngăn ngăn này nè, để nó phô, nó gom lại xong nó nằm trong đây ha. Các bạn coi thêm chiếc 650 ha các bạn ha. 650 mua chặn luôn nha, 650 mua chặn. Bữa nay mình lấy chiếc này bữa hôm kéo lên các bạn nhớ không? Nhớ chiếc này không? Crow Rally nè. À, chiếc này mua chặn đó ha. Giờ đang đợi chiếc Bugatti ra nữa. À, xe này thì của người bạn của mình ở Kansas. Cái màu này là màu papaya sport ha, kim tuyến, đu đủ kim tuyến. Mà nó dán cái này để chạy rally á, cái chỗ nó gọi là crowd rally á, nay chạy bên đây nè, chạy vui các bạn, mà chạy hay bị đá văng xe nhiều lắm, tự đi xuyên bang á, chạy tiểu bang này qua tiểu bang kia đi cả tuần á, vui lắm. Yeah. Ở đó có MP12 ha, rồi 720 ha, rồi đây 635 LT ha, giờ đang đợi chiếc Bugatti ra, không biết chiếc mới chiếc cũ đó. Hy vọng chiếc mới nha các bạn, đừng cũ quá. Mà chiếc cũ nó cũng mắc tiền các bạn. Cái cũ giờ cũng triệu mấy chứ đâu phải triệu mấy, triệu rưỡi á. Để coi coi. Còn chiếc mới cũng phải mấy triệu. Lạnh quá các bạn ơi. Ê, uống siro dạ, uống siro. Hả? Tao làm cho mày ly siro nha. Yeah, uống siro. Uống siro đi. Dạ. Yeah. Giờ đây là uống siro thôi các bạn. Khỏi rồi. Đó. Đó, quất một cục vậy đó. Bỏ vô trong cái tô nè. Bỏ trong cái tô chế siro vô. Thử ra. Dưới nước lạnh không bạn? Dưới nước lạnh hả? Không. Bạn kiếm mới sạch á. Like
Có cà phê các bạn ơi, cà phê mà cà phê này mà có đá uống mới ngon ha. Cà phê này không có đá bởi vậy thì cà phê không uống không ngon. Uống thử ra cà phê không không à, uống không ngon. Mình có idea rồi, mình có ý kiến rồi. Đi. Giờ anh em mình đi lấy đá. Đây đá, kiếm miếng đá bỏ vô uống cà phê. Hợp lẽ khỏi tốn tiền mua đá luôn. Êm ru. Rồi uống thử coi. Đó, đẹp trai con rồi hai luôn. Quá mệt, cà phê không? Ngon ha. Đâu, thử coi. Ô men nó thơm. Nó vị nó lạ. Uống siro đi. Siro, cái siro. Cái siro uống. Bên phải của mình là các bạn thấy một cái thành phố nó gọi là St. Louis. Nó có một cái cầu vồng rất là đẹp các bạn. Hình như cái cầu vồng đó các bạn có thể lên chảnh có nhà hàng trên đó nữa. Cái này mình nghe nói thôi, cậu mình đi mình nói thôi. Chứ mình chưa bao giờ đi St. Louis. Bên phải của mình ha bạn ha. Thì cái tiểu bang Illinois nó cách với lại cái tiểu bang Missouri nó bằng một cái con sông. Thì mình đang chạy theo cái cầu nè, bắt qua con sông nè. Thành phố St. Louis cũng rất là đẹp các bạn. Đó, nhìn đẹp không? Đẹp. Trong một thành phố lớn nhất ở tiểu bang Missouri phải không ta, đúng không? Kansas City cũng bự nữa mà không biết cái thành phố nào bự hơn. Mình nghĩ chứ cái này bự hơn. Tại vì mỗi lần nghe người ta nói là người ta nói về là St. Louis. Chứ ít ai nói về Kansas City, Missouri. Ok, thì giờ xuống đây ôm cái cua này. Cái cua này rất là cong các bạn thấy không? Đó, nó cho chạy 20 mai thôi, xuống cái cua này 20 mai thôi, rất là cong. Cái đường này hầu như là mình rất là quen thuộc. Ở đó đi hoài. Đó, thành phố bên phải ha, đó thành phố. Giờ xuống đây. Còn 5 phút nữa tới. Hy vọng là có chỗ để mình. Ok thì bây giờ em sai. Just a vehicle. Just a vehicle. Yeah. It's all right one. Cheap one. Honda Civic. Huh? Yeah. Yeah. It's a race Honda Civic, so. Yeah. Thank you. Nó hỏi mình chở gì trong đó thì mình nói tôi chở chiếc Honda Civic, no, Honda Civic. Ở nói chung ở cái khu này thì hồi nãy cái anh người da màu đó cũng lại hỏi ủa tụi bay lạc đường hành sao. Nó không phải thì ok bây giờ mình sẽ thay đồ ha, thay đồ vô trong cái ra liền. Giờ anh Văn Quang Long đang ở trong đó, xong cái ra liền nha các bạn ha, ra liền chứ để xe ngoài đây lâu quá không được. Từ trong xe nó cả 2 triệu mấy tiền xe trong các bạn ơi, bỏ lâu không được đâu. Ok các bạn ơi, thì mình mới anh em mình mới vừa ra St. Louis ha. Thật ra mình nghĩ rằng mình không nên nhắc nhiều về Long, nhưng mà mình biết trong kênh Khói Xe cũng có nhiều anh em rất là mến mộ ca sĩ Văn Quang Long, thì mình muốn gửi cái lời này đến cho anh em đừng có lo. Mình đã đến đó và gia đình của Long lo cho Long rất là chu đáo các bạn. Rất là chu đáo. Mình bước vô á là cậu của Long rất là niềm nở các bạn, rất là niềm nở. Không phải mình đến đó để
thăm Long mà cậu của Long niềm nở. Các bạn ơi, không vô á thì không có cái cảm giác đó, mà khi mà vô rồi á thì mình thấy thương Long lắm các bạn. Ảnh bằng một cái bộ đồ rất là đẹp mà nằm giống như là đi hát xong về nằm ngủ gì đó các bạn, rất là đẹp trai. Mình cầu nguyện là anh em ở trong kênh Khói Xe, có nhiều anh em cũng ở rất là xa không có đến thắp cho Long một nén nhang, thì mình thay thế anh em trong kênh Khói Xe cầu nguyện cho Long được mau siêu thoát. Một lần nữa mình cảm ơn anh chị em rất là nhiều, và chúc anh chị em và gia đình của anh chị em luôn luôn được dồi dào sức khỏe ha, hạnh phúc bên người thân và gia đình của các bạn ha. Cảm ơn rất nhiều nha. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong chương trình clip kế ha. Bye bye.